Thành viên Hội Anh Em Dân Chủ tại Thanh Hóa bị truy nã. Ngày 12 tháng 12 năm 2018, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Tráng, 27 tuổi, ở xã Hải Thành, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, về tội hoạt động nhầm lật độ chính quyền nhân dân. Trước đó hôm ngày 27 tháng 11 năm 2018, Cơ quan An ninh Điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tráng. Nguyễn Văn Tráng là đối tượng cực đoan nhất của tổ chức phản động có tên Hội Anh Em Dân Chủ Thanh Hóa. Trên trang Facebook của mình, Nguyễn Văn Tráng đã đăng tải các bài viết của đám phản tổng biệt Tân như Maria Thủy Nguyễn, Hồ Huy Trường, Chí Toại Đỗ Thang Chu, Xuyến Nhân An, Lê Thảo Duyên là những bài viết theo chủ trương của Việt Tân nhằm chống phá đất nước, lật đổ chế độ hiện tại. Tham gia Hội Anh Em Dân Chủ, Nguyễn Trung Tôn chỉ đạo Nguyễn Văn Tráng chịu trách nhiệm trực tiếp liên lạc với các thành viên khác của hội anh em dân chủ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chịu trách nhiệm thu thập thông tin, tài liệu, hình ảnh để xây dựng video về tình hình dân chủ ở Thanh Hóa. Mặt khác, Nguyễn Văn Tráng cũng tích cực tham gia các hoạt động phá rối an ninh ở Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An bằng cách lôi kéo, kích động người khác, in ấn tài liệu, chế tạo băng rôn, khẩu ngữ chửi bới chế độ và trực tiếp tham gia các cuộc tụ tập đông người, biểu tình dưới danh nghĩa yêu nước, bảo vệ môi trường. Chính vì những hoạt động chống phá nhà nước, Nguyễn Văn Trãi được các phần tử chống Việt Nam ở nước ngoài mời tham dự Đại hội Thanh niên Úc Châu tại thành phố Melbourne của Úc nhằm huấn luyện các kỹ năng tuyên truyền, lôi kéo tập hợp lực lượng chống phá Việt Nam. Hội Anh em Dân Chủ là cánh tay nối dài của Việt Tân tại Việt Nam. Tổ chức này hoạt động núp bóng, xã hội dân sự để thực hiện nhiệm vụ của Việt Tân ở trong nước. Chi nhánh Hội Anh em Dân Chủ tại Thanh Hóa do Nguyễn Trung Tôn và Nguyễn Văn Trãi trực tiếp điều hành nhưng lại chịu sự chỉ đạo của Việt Tân thông qua xuyến nhân an, tức Hà Đông Xuyến. Rõ ràng, với hành vi chống phá của mình, thì việc Nguyễn Văn Tráng bị pháp luật trừng trị là hết sức thích đáng.